Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để làm trắng và hồng da. Lý do mình làm video clip này bởi vì phía dưới comment ở phía dưới kênh YouTube của mình, các bạn hỏi mình về vấn đề này, nên ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì đây là stock của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện trên stock này. Ok, mình sẽ sử dụng phần mềm Photoshop CC. Các bạn yên tâm bởi vì những cái chức năng mình sử dụng ngày hôm nay sẽ có sẵn ở trên Photoshop CS2 trở lên ha. Rồi ok, mình sẽ bật này lên. Rồi, cái phương pháp làm trắng da của Photoshop thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách, đó là sử dụng thông qua hệ màu LAB. Hệ màu LAB thì các bạn có thể bật tắt ở đây. Các bạn vào Image Mode và chuyển sang LAB Color. Các bạn đang bình thường mặc định nó sẽ ở RGB Color, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang LAB Color ha. Các bạn bật cái stop của các bạn lên và chọn Image Mode LAB Color. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ nhân đôi cái background này lên bằng tổ phím Ctrl J đó ha. Cái việc này là việc luôn luôn là chúng ta sẽ phải làm trước khi bắt đầu vào một cái việc gì đấy. Xin lỗi, mình đang bị kẹt, giọng mình nghe không được rõ lắm. Tiếp tục ha. Lý do mình sử dụng cái stop này bởi vì da bạn này có vẻ hơi tương đối là bị ám vàng, mà theo mình thấy thì đặc điểm chung của dân Việt Nam mình, đặc biệt là dân châu Á, thì nó sẽ có cái sự là màu màu da thì chúng ta sẽ hơi có cái màu vàng. Đặc nó có màu vàng đặc trưng, thì cái việc của chúng ta là chúng ta muốn cho nó trắng, nó sáng hồng, trắng hồng nha, không phải là trắng dạng là trắng bệt như là bị bệnh bạch tạng, nhìn rất là kỳ cục. Ok, sau khi các bạn nhân đôi lên, các bạn qua channel, nếu các bạn không tìm thấy cái này, các bạn có thể tìm thấy nó ở trong tab menu window và chọn channel ở đây. À, các bạn click đây thì nó sẽ bật lên cái tab channel cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có ba kênh, xin lỗi, có ba layer. Nó là có layer về ánh sáng, một ánh sáng nha. Lightness này chỉ có đen trắng mà vậy thôi. Còn ở kênh A và kênh B, về kênh A thì nó sẽ có bao gồm hai màu, đó là màu xanh dương. Xin lỗi, màu xanh lá cây và màu đỏ. Trong đó màu xanh lá cây thì nó sẽ mang tính chất âm, màu đỏ thì nó mang tính chất dương. Ở trong đó và layer B thì nó sẽ có hai màu, đó là màu xanh dương và màu vàng. Trong đó màu xanh dương là âm và màu vàng là dương. Thì ở đây việc chúng ta muốn là chúng ta sẽ thay thế toàn bộ màu vàng trong cái bức hình này thành màu hồng. Mà ở đây thì màu vàng thì các bạn có thể biết được là nó ở trong layer B, nó là màu âm của layer B, thì các bạn có thể thấy vùng sáng ở đây nó chính là những cái màu vàng của chúng ta. Thì ở đây thì nó không có, chúng ta delete đi thì nó sẽ thiếu mất kênh, thì màu nó sẽ bị bệt. Cho nên là một giải pháp nữa chúng ta không cần phải xóa đi, đó là các bạn có thể lấy cái màu A này đè vào màu B, tức là chúng ta sẽ lấy màu đỏ và màu xanh dương, mấy màu xanh lá cây ở kênh A và chúng ta chèn chèn vào, thì dương nó sẽ bù với dương, âm nó sẽ bù với âm, tức là màu đỏ nó sẽ thay thế màu vàng, còn màu kia chúng ta không cần quan tâm ha. Thì để làm việc đấy, các bạn sẽ chọn layer A, bạn bấm Ctrl A để chúng ta chọn toàn bộ, nó sẽ có đường kiến bò bao quanh này. Sau đó các bạn bấm Ctrl C để copy. Sau khi các bạn copy xong, các bạn click qua layer B, các bạn bấm Ctrl V để paste vào, thì ở đây bạn sẽ thấy kênh A và kênh B là giống y hệt nhau. Rồi các bạn chọn lại vào lab thì nó hiển thị tất cả các con mắt đây, nó sẽ hiển thị toàn bộ. Ok ha, thì ở đây nó đã thay đổi. Các bạn có thể thấy cái tông màu này nó tương đối lạ mắt, nhưng mà chúng ta không cần quan tâm. Cái mình cần quan tâm là cái màu da của mình hiện thời nó đã trắng và hồng rồi đó, nhưng mà mình không muốn nó bị quá như vậy. Thì mình sẽ giảm opacity đi một xíu, giảm đi. Ở đây mình để khoảng 60. Ok, các bạn có thể thấy trước và sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ áp dụng nó vào trong
để lại cái màu trắng hồng đó vào trong màu da thôi. Còn lại thì tất cả những vùng ngoại này, vùng ngoại biên này thì mình sẽ trở nó lại về trạng thái ban đầu. Thì nó có một cách, đó là sử dụng layer mask. Layer mask này mình cũng đã có sử dụng một vài lần ở các tool trước, thì các bạn có thể xem lại. Ở đây mình sẽ đổ toàn bộ cái màu của cái layer mask này thành màu đen bằng cách bấm Ctrl Y. Cái nút Ctrl Y này có tác dụng là nó làm đảo ngược màu. Ví dụ như là hồi nãy là nó đang màu trắng, mình bấm Ctrl Y nó sẽ tự động ra màu đen. Đấy ha. Ok, tiếp sau đó các bạn click vào Brush và chọn màu trắng cho Brush nè, và các bạn click lại vào Layer Mask. Chúng ta sẽ bôi lên Layer Mask lên cái vùng nào mà chúng ta muốn khử cái màu vàng đi, và mình muốn thay màu trắng vô. Thì đây mình đã làm xong. Đó thì cái màu trắng đó đã xong. Tuy nhiên ở đây mình thấy nó còn hơi ghê ghê, thấy nó chưa có thật lắm, thì mình sẽ giảm, tiếp tục giảm xuống. Tới khi nào các bạn thấy nó ổn thì thôi. Ở đây mình thấy ở đây 30 rất là ổn ha. Nó nhìn trắng hồng nó rất là tự nhiên. Đó. Thì đó là một trong những cách ứng dụng về lab color. Cái lab color này nó sẽ còn rất nhiều ứng dụng nữa, nhưng mà mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn tới đây thôi. Và hẹn các bạn vào tool sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về lab lab color ha. Cái lab color này nó sẽ hướng dẫn nó sẽ áp dụng rất nhiều chúng ta và chuyên về cho việc in ấn. Các bạn có thể hiểu in ấn là xem quay cây, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kênh màu lab để in ấn đẹp hơn, cả cách làm truyền thống của các bạn là từ RGB sang xem quay cây rồi đem đi in vậy ha. Rồi cái tool này tới đây là hết. Nếu các bạn có thể thích các bạn thích cái tool này thì các bạn có thể click vào like và subscribe cho mình. Và các bạn có nhận xét gì có thể để lại phía dưới phần comment ha. Xin cảm ơn các bạn.